phê chưa? Đã nhá. Thêm con nữa kìa. Cá rô đồng nhá. Hở lưới này sướng lắm các bạn. Con cá phê thật. Đã luôn. Ui. Mình chào tất cả các bạn nhé. Mình tiếp tục xem giờ lưới ở kênh mương các bạn. Mình quay cho mọi người xem nhé. Hôm qua giờ được cá rô đồng rất nhiều. Để xem hôm nay có gì không các bạn nhé. Sú ở chỗ cổng nó sú chứ. Tết hờ lấy cho sạch cái thải. Chết phí hai con. Phí. Em tưởng rô đông á. Con này nó tưới mà. Nó xuống. Tưới. Ừ. Cả nó tưới ngon. Trái ơi, trái con to ơi. Trái bự luôn. Xong không? Đông các bạn nhé. Quá đà luôn. Con này sống này. Đang câu đó. Chạy. Chạy chạy thế câu đây. Tôi một giờ cái đá cái ba đây. Cả chạy. Mình hay câu chuyện đấy chứ.
đẹp đi vẫn còn à. Được tỏ lên ruồng nhiêu. Con đi. Con đi đứng sủng. Cá giếc ngó lọc, mình nhận ngó lọc mềm mà được béo. Con đây nữa. Tí đọt lại. Thiệt lời. Bắt đoạn khác. Bắt đoạn. Ba mốt, không rượt. Cái lóc ấy dơ lưỡi lên là rượt liền. Mắc mồm là rượt liền. Cái chạy. Cái rô đi là bốc la mạc đi. Bốc la mạc. Cái rô này hẳn liêu. Nó cần đi đến lùi như này. Thắng người như này. Khốn như con cái tao nó gãy, khốn như nó mà chỉ khả này chứ. Cái rô này. Gấp mấy hẳn lên được ạ. Tay lưới bên ruộng được một con cá lóc. Bây giờ đi tiếp. Cầm cơm đi ăn rồi luôn.
được đẹp đi móng cổ thôi. Con này lành quá chứ đấy. Thoảng cho đôi con mất cũng thay sổ như thế. Thật thỉnh thoảng cho đôi con ấy chứ. Con đòn đấy phải không? Mà nó xanh nữa là ngon. Ừ, đây nó mới chết ạ. Mới chết tươi ngon. Mới chết là xong. Mình về xem cửa lưới xong các bạn nhé. Đấy. Này cá sống rất là nhiều, cá rô đồng rất là ngon các bạn. Được mớ cá rô đồng. Hai con cá lóc. Video này mình xin kết thúc ở đây các bạn nhé. Bạn xem thì hãy để like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ mình với nhé. Thân lời blog Nhịp Sống Ở Tỉnh. Chào các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.